Xin kính chào và cảm ơn quý vị các bạn đã dành thời gian đón xem chương trình Điểm những thông tin nổi bật trong nước và quốc tế ngày 22 tháng 10 năm 2021 trên báo Tân Ninh Online. Mở đầu chương trình ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn đến với phần tin trong nước. Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ ba. Chủ tịch nước viếng Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ. Kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển. Thịt heo nhập khẩu chỉ chiếm 3,6%. Tiếp tục chương trình làm việc tại kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15. Hôm nay, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội nghe báo cáo và thảo luận tại tổ nhiều nội dung quan trọng. Cụ thể, trong phiên làm việc buổi sáng, Quốc hội sẽ nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án luật kinh doanh bảo hiểm, tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự thảo nghị quyết về một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển của các tỉnh, thành phố, Hải Phòng, Nghệ An, Thanh Hóa và Thừa Thiên Huế. Đồng thời, thảo luận tại tổ về các nghị quyết về một số cơ chế đặc thù đối với 4 tỉnh, thành phố này. Buổi chiều, Quốc hội nghe báo cáo và báo cáo thẩm tra về tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội năm 2020. Báo cáo và báo cáo thẩm tra về việc quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm y tế năm 2020 và thực hiện nghị quyết số 68 năm 2013 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân trong 2 năm 2019-2020. Đồng thời, Quốc hội thảo luận tại tổ về tình hình thực hiện của hai quỹ này. Sáng ngày 22 tháng 10, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới tổ đình Viên Minh, Chùa Ráng, xã Quan Lãng, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội, viếng Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, Đức Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Tại lễ viếng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đặt vòng hoa thắp hương viếng và tưởng niệm cố Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ. Chủ tịch nước đã ghi sổ tang bày tỏ niềm tiếc thương Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, bậc cao tăng, thạch trụ, vị chân tu thanh bạch của Phật giáo thời nay, là biểu tượng của tinh thần đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo. Chủ tịch nước cũng bày tỏ thành kính phân ưu và gửi lời chia buồn sâu sắc đến Trung ương Giáo hội, Tăng ni, Tín đồ Phật giáo Việt Nam ở trong và ngoài nước. Mong quý vị Tăng ni, Tín đồ Phật giáo Việt Nam hãy học gương tu hành cao đẹp của Hòa Thượng để cùng nhau xây dựng Giáo hội Phật giáo Việt Nam đoàn kết vững mạnh, ngày càng đóng góp xứng đáng cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Do niên cao, lạp trưởng, Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ đã thu thần viên tịch vào lúc 3 giờ 22 phút ngày 21 tháng 10 năm 2021, nhằm ngày 16 tháng 9 năm Tân Sửu, trụ thế 105 năm, hạ lạp 85 năm, để lại trong lòng môn đồ tứ chúng tăng ni Phật tử Việt Nam trong và ngoài nước niềm kính thương vô hạn. Sáng ngày 22 tháng 10, tại thành phố Hải Phòng, Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng và thành phố Hải Phòng đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển 23 tháng 10 năm 1961, 23 tháng 10 năm 2021. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì buổi lễ. Tham dự buổi lễ có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành địa phương, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, bà mẹ Việt Nam anh hùng đã tham dự buổi lễ. Cách đây 60 năm, ngày 23 tháng 10 năm 1961, Bộ Quốc phòng đã quyết định thành lập Đoàn 759, vận tải quân sự đường biển. Sự ra đời của Đoàn 759 cùng với việc khai thông tuyến chi viện chiến lược Bắc Nam trên biển là sự kiện đánh dấu mốc mở đường vận chuyển chiến lược trên biển, chi viện cho miền Nam. Đồng thời là ngày truyền thống của đoàn 759, sau này là đoàn 125 và lữ đoàn 125 Hải quân Anh hùng. Theo Cục Thú y Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 8 tháng đầu năm 2021, Việt Nam nhập khẩu 214.000 tấn thịt các loại, gồm 112.000 tấn thịt heo, 41.000 tấn thịt trâu bò và 60.000 tấn thịt gia cầm. Do đó, thông tin cho rằng, trong 8 tháng đầu năm 2021, Việt Nam nhập khẩu hơn 681.000 tấn thịt các loại, trong đó có 256.000 tấn thịt heo là không chính xác. Về tỷ lệ thịt heo, Việt Nam nhập khẩu 112.000 tấn, giảm 50% so với 2020 và chỉ chiếm tỷ lệ 3,6% so với sản lượng thịt heo sản xuất trong nước, đạt gần 3 triệu tấn. Như vậy có thể khẳng định, thịt heo nhập khẩu trong 8 tháng năm 2021
chỉ chiếm 3,6% so với sản lượng thịt heo sản xuất trong nước, không thể ảnh hưởng đến việc giá thịt heo giảm mạnh, giảm sâu, nhất là từ tháng 5 năm 2021 đến nay. Quý vị và các bạn vừa theo dõi những thông tin trong nước và bây giờ là những phần tin quốc tế nổi bật sẽ có trong ngày. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cảnh báo cuộc chạy đua vũ trang mới. Mỹ và Nga quan ngại về biến đổi khí hậu. Đức sẽ có thủ tướng mới vào đầu tháng 12 năm 2021. Facebook đồng ý trả nhượng bút tin tức cho báo chí Pháp. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres ngày hôm qua đã cảnh báo về sự khởi đầu của một cuộc chạy đua vũ trang mới trên thế giới và mức độ đe dọa hạt nhân cao nhất trong 40 năm. Phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Tổng thư ký Guterres cho rằng thế giới đang chứng kiến những cuộc đảo chính quân sự, bắt đầu một cuộc chạy đua vũ trang mới và mối đe dọa hạt nhân đã lên đến đỉnh điểm trong hơn 40 năm qua. Theo ông Guterres, năm ngoái, chi tiêu quân sự toàn cầu đã tăng thêm 2,6%, bất chấp nền kinh tế thế giới gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và ước đạt khoảng 2.000 tỷ đô la Mỹ, làm gia tăng nguy cơ xảy ra các cuộc xung đột mới. Trước thêm hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP26 tại Glasgow, Anh, cả Mỹ và Nga đã bày tỏ quan ngại về tình trạng biến đổi khí hậu hiện nay, đồng thời cảnh báo về những lĩnh vực dễ bị tổn thương nhất về vấn đề này. Nhà Trắng ra tuyên bố dựa trên báo cáo tình báo nhấn mạnh điều kiện thời tiết cực đoan sẽ làm gia tăng đáng kể nguy cơ đối với lợi ích an ninh quốc gia của Mỹ cũng như sự ổn định trên toàn thế giới. Theo đó, các cơ quan an ninh Mỹ sẽ bắt đầu đưa tác động của biến đổi khí hậu vào chương trình và kế hoạch làm việc của mình. Trong đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã kêu gọi hợp tác quốc tế thay vì đối đầu để giải quyết khủng hoảng khí hậu, đồng thời nhấn mạnh sự cạnh tranh về địa chính trị sẽ trở nên vô nghĩa nếu môi trường bị tàn phá. Ba đảng gồm Đảng Dân Chủ Xã hội SPD, Đảng Dân Chủ Tự Do FDP và Đảng Xanh đã bắt đầu đàm phán thành lập liên minh cầm quyền và dự kiến ứng cử viên thủ tướng của SPD Olaf Scholz sẽ được bầu làm thủ tướng vào tháng 12 tới. Theo Tổng thư ký Đảng Dân Chủ Tự Do, liên minh ba bên sẽ thành lập chính phủ mới vào tuần thứ hai của tháng 12, trong đó thủ tướng mới là ông Olaf Scholz cũng sẽ được bầu trong tuần từ ngày 6 tháng 12. Ngoài ra, thỏa thuận liên minh phải được hoàn tất trước cuối tháng 11 này. Nhiều điểm gây tranh cãi được giải quyết, song vẫn còn một số điểm cần làm rõ như việc cấp tiền cho các dự án được lên kế hoạch. Cho tới nay, cả ba bên đảng đều nhất trí thành lập một chính phủ mới vào trước Giáng sinh. Hôm qua, Facebook đã đạt thỏa thuận với một số hãng truyền thông Pháp về việc chi trả nhuận bút cho các nội dung tin tức được người dùng trang mạng xã hội này chia sẻ. Thông báo của Facebook cho biết, thỏa thuận đồng nghĩa với việc mọi người sử dụng Facebook sẽ được tiếp tục đăng tải và chia sẻ tin tức tự do trong các cộng đồng của mình, trong khi bản quyền của các đối tác xuất bản sẽ được bảo vệ. Thỏa thuận trên được xem là một thành công của Pháp trong cuộc chiến bảo vệ quyền xuất bản của các hãng tin và báo chí. Bên cạnh việc chi trả nhuận bút tin tức, Facebook cũng sẽ khởi động một dịch vụ tin tức tại Pháp mang tên Facebook News vào đầu năm sau để đem đến cho mọi người một không gian có thể truy cập nội dung từ các nguồn uy tín và nổi tiếng. Quý vị và các bạn vừa xem xong phần điểm lại những thông tin nổi bật trong nước và quốc tế trên báo Tin Ninh Online ngày hôm nay. Quý vị có thể xem lại nội dung của chương trình trên trang YouTube, Facebook và các hạ tầng khác của báo. Rất vui khi nhận được sự quan tâm của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại!